Rồi hãy chào anh em, thì có một số anh em hỏi mình như thế này nha. Anh ơi, tại sao em nuôi gà nó còi cọc chậm lớn ăn ít nha? Thì hiện tại bây giờ thật sự rất là nhiều nguyên nhân để dẫn đến cái con gà mình có hiện tượng đó. Có thể là do thức ăn, có thể là do môi trường nuôi, cũng có thể là do con gà bị bệnh tật nha. Nhưng dù gì thì anh em nuôi con gà thì điều đầu tiên đảm bảo cho nó là cái nguồn dinh dưỡng nha. Nguồn dinh dưỡng tốt thì con gà nó phát triển mạnh khỏe. Ở đây anh em mình nhìn kỹ, cái đàn gà mình ăn rất là mạnh nha. Mà nhờ cái gì? Chủ yếu ở đây mình nuôi á, cũng là cám, cũng là thức ăn viên công nghiệp ha, cũng là gạo, cũng là lúa. Nhưng có bổ sung thêm cái thằng Bismax siêu tăng trọng. Thì con gà nó ăn rất là khỏe, ăn khỏe, tiêu hóa tốt. Thì chính từ cái chỗ này mà nó giúp con gà mình nó có cái sức đề kháng tốt, kháng lại được một số bệnh thông thường. Bên cạnh đó nó giúp con gà mình nở khung mau, lớn, dày, lường. Màu tích thì tươi đỏ, lông lá thì đẹp lên nha. Nói chung nuôi con gà bảo đảm đầu tiên là phải dinh dưỡng, sau đó là môi trường nuôi sạch sẽ, rồi mới tới cái vấn đề là ngừa bệnh này nọ nha anh em. Rồi thì sẵn ở đây mình cũng báo giá luôn cho anh em nha, là một bình Bismax, một can, một lít như vậy là 300.000 bao ship nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi video.